Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau. Gặp mặt cựu cán bộ chuyên gia quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia. Tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu. Phát triển nghề dệt chiếu xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà cần giải pháp mang tính bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt cựu chuyên gia quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia. Dự buổi gặp mặt có Ngài Viêng Say Darasang, tham tán công sứ Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Trong những năm tháng đấu tranh vì sự nghiệp độc lập, tự do cho mỗi dân tộc, tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia hình thành như một lẽ tự nhiên tất yếu, tự nguyện với nhiều hình thức khác nhau. Riêng tỉnh Thái Bình có hàng nghìn chuyên gia và quân tình nguyện đi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia. Quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có quân tình nguyện tỉnh Thái Bình, đã cùng lực lượng Pathet Lào mở nhiều chiến dịch như cánh đồng Chung Siêng Khoảng, Nậm Tha, Đường Chín, Nam Lào, tạo nên thắng lợi to lớn cả về chính trị, quân sự, ngoại giao, đặc biệt là quân sự trên chiến trường ba nước Đông Dương, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 rút quân khỏi Việt Nam, ký Hiệp định Viên Chăn về Lào ngày 21 tháng 2 năm 1973. Sau ngày giải phóng hoàn toàn đất nước, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tiếp tục kề vai sát cánh cùng nhân dân Lào xây dựng và bảo vệ đất nước, cho đến năm 1987 mới rút về nước. Quân tình nguyện Việt Nam tổ chức các đơn vị giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi ách thống trị, họa diệt chủng của tập đoàn Pol Pot, giải phóng thủ đô Phnom Penh ngày 7 tháng 1 năm 1979. Sau ngày giải phóng, nhiều cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện trở về Việt Nam tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư tỉnh ủy, biểu dương, đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến, đóng góp của các cựu chuyên gia, quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia. Thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 7 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017, đồng thời đề nghị các cựu chuyên gia, quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tham gia xây dựng tình hữu nghị giữa Việt Nam, Lào, Campuchia. Chúng ta rất tự hào về những người con Thái Bình đã tham gia làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào và Campuchia. Các đồng chí, cựu chuyên gia, quân tình nguyện là hiện thân của những người con ưu tú của quê hương, đã góp phần làm nên những trang sử hào hùng, vẻ vang của quê hương và của dân tộc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, các đồng chí đã trở về xây dựng quê hương, tích cực tham gia tổ chức của hội, cùng nhau đoàn kết, gắn bó, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam, Lào, Campuchia ngày nay. Với bản lĩnh và trách nhiệm, bề dày kinh nghiệm và trí tuệ, các đồng chí đã tích cực nghiên cứu, tìm hiểu đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, cập nhật thông tin tình hình quốc tế trong nước và trong tỉnh để nâng cao nhận thức về chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi xin ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí đã góp phần vào những thành quả chung của tỉnh nhà trong thời gian qua. Trong không khí vui mừng kỷ niệm 72 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tôi tin tưởng các cựu chuyên gia quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần của người lính năm xưa, còn sức khỏe thì còn cống hiến, luôn nâng cao chất lượng hoạt động của hội, giúp cho hội viên sống vui, sống khỏe, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình văn minh, giàu đẹp.
Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy cũng tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của các cựu chuyên gia, quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia, giao cho các sở ngành liên quan của tỉnh, tổng hợp trình các bộ ngành trung ương xem xét, giải quyết. Chiều nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tại hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh được nghe đồng chí Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, truyền đạt các nội dung nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Qua hội nghị, giúp cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản của nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó phục vụ cho công tác chuyên môn, tham mưu sát đúng cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc. Huyện Hưng Hà tổ chức lễ khánh thành bàn giao hạng mục công trình trường tiểu học, trạm y tế, trường trung học cơ sở xã Thái Phương thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Rẽ, Ninh Bình. Trường tiểu học, trạm y tế và trường trung học cơ sở xã Thái Phương, huyện Hưng Hà là hai tiểu dự án xây dựng hoàn trả thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Rẽ, Ninh Bình do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh là nhà đầu tư dự án, được xây dựng theo quy mô công trình dân dụng cấp 3 và tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Việc bàn giao và đưa các trường học vào sử dụng ngay trước thềm năm học mới có ý nghĩa thiết thực, động viên thầy và trò hai nhà trường phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nhân dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh trao tặng cho trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã Thái Phương 2.200 đầu sách bổ sung và tủ sách lớp học. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình có khoảng 300 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó có 232 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thường xuyên. Trước những khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời có những giải pháp để đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh. 7 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 670 triệu đô la Mỹ, tăng 3,7%. Kim ngạch nhập khẩu đạt gần 460 triệu đô la Mỹ, tăng 3,92% so với cùng kỳ. Năm 2017, do nhu cầu mở rộng thị trường, một số doanh nghiệp thực hiện việc đầu tư mở rộng sản xuất, tích cực tìm kiếm thị trường xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập khẩu còn gặp nhiều khó khăn do thị trường cạnh tranh, bất ổn định chính trị, chính sách bảo hộ sản xuất ở một số nước. Để đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, kê khai điện tử, giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải tự ra soát để điều chỉnh lại chiến lược sản xuất kinh doanh cho phù hợp, ra soát lại những văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, nghề dệt chiếu ở xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà đã có từ hàng trăm năm nay. Đây là nghề đã mang lại đời sống ấm no cho người dân nơi đây. Hiện người dân Tân Lễ không chỉ sản xuất chiếu cói mà đã sản xuất thêm mặt hàng chiếu nhựa, cung cấp ra thị trường trên cả nước. Tuy nhiên, với sự phát triển ồ ạt, sự cạnh tranh bằng mọi giá đã và đang ảnh hưởng đến sự phát triển của làng nghề. Như nhiều cơ sở dệt chiếu khác ở xã Tân Lễ, cơ sở sản xuất chiếu Dũng Tiến khởi nghiệp từ nghề dệt chiếu cói. Năm 2006, nắm bắt nhu cầu thị trường, cơ sở đã mạnh dạn đầu tư máy móc sản xuất thêm mặt hàng chiếu nhựa. Từ sản xuất chiếu nhựa đã mang lại doanh thu cho cơ sở hơn 30 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, mặt hàng chiếu nhựa phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt do sự phát triển ồ ạt của các cơ sở sản xuất. Một số cơ sở mới ra cạnh tranh không lành mạnh, họ làm chất lượng kém, ta trộn tạp chất nhiều, để ảnh hưởng đến uy tín chất lượng của. Thế xong rồi là giá cả là cạnh tranh nhau, thế cho nên thị trường thì nó cũng có hạn. Cũng như cơ sở sản xuất chiếu Dũng Tiến, cơ sở sản xuất chiếu nhựa, chiếu cói Tiến Sơn đang gặp không ít khó khăn. Mỗi ngày, cơ sở sản xuất ra khoảng 3.000 chiếc chiếu, nhưng mấy tháng nay, hàng ùn ứ, khó khăn trong tiêu thụ. Cái chiếu hiện giờ, cái sản phẩm này thì như trước thì rất chạy, nhưng những năm gần đây thì cũng phát triển nó ồ ạt quá. Cho nên là hiện tại bây giờ thì đang là rất khó khăn về cái mức độ tiêu thụ, bởi vì nó cung nó vượt.
hiện ở xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà có 7 cơ sở sản xuất chiếu ni lông lớn với gần 1.000 máy dệt, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Tuy nhiên, nghề này chưa bao giờ phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Không chỉ cạnh tranh với các cơ sở sản xuất chiếu trên cả nước, mà còn phải cạnh tranh giữa các cơ sở sản xuất ngay tại địa phương với nhau. Mặt khác, chưa kể đến nhu cầu, đời sống của người dân ngày một nâng cao, nên các mặt hàng chiếu tre, chiếu trúc hay các loại đệm đang được người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng. Và tất nhiên, các mặt hàng chiếu nhựa, chiếu cói sẽ phải chịu sự cạnh tranh của các sản phẩm này. Vì vậy, không còn cách nào khác là cơ sở sản xuất phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và giữ được uy tín với khách hàng. Xác định là nghề của chúng tôi cũng chỉ cố gắng giữ trong làng nghề, giữ lấy việc cho bà con địa phương. Chính quyền nên xử lý những cái đơn vị làm hàng pha trộn tạp chất nhiều để ảnh hưởng đến uy tín chất lượng của cái chiếu. Xã Tân Lễ còn được biết đến là đầu mối của sản phẩm chiếu trước khi xuất đi các nơi. Thương hiệu chiếu Tân Lễ từ lâu cũng đã được cả nước biết đến. Vì vậy, để giữ được thương hiệu chữ tín thì các cơ sở sản xuất chiếu ở đây cần có sự hợp tác và có thể thành lập hiệp hội riêng để bảo vệ quyền lợi, thống nhất về giá, cam kết chung về chất lượng, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Có như vậy mới giữ được thương hiệu, giữ được uy tín để nghề dệt chiếu được phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, là người có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cơ sở, ông Phạm Văn Miện, Chủ tịch Mặt trận xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, luôn gần dân, sát dân để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc xã Minh Lãng đã tập trung lồng ghép 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào 5 nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. 13 năm giữ chức vụ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, ông Phạm Văn Miện luôn phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể, ban công tác mặt trận các thôn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong đó, mô hình khu dân cư 60 đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Nhân dân 7 trên 7 thôn chung sức đồng lòng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 5 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Lãng đã phối hợp với các tổ chức hội đoàn thể, vận động nhân dân đóng góp 8 tỷ đồng và trên 25.000 ngày công hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2015. Đồng chí cũng đã thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trước tập thể để lãnh đạo và tham mưu cho Đảng, chính quyền để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, động viên nhân dân cùng với lãnh đạo cơ sở cho đến các chi hội cơ sở vận động nhân dân quần chúng tham gia đóng góp và thực hiện cái nhiệm vụ của xây dựng nông thôn mới. Với sự năng động, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, ông Phạm Văn Miện thường xuyên phát động nhân dân đăng ký tham gia xây dựng gia đình văn hóa. Hàng năm có 86% hộ gia đình trong khu dân cư đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 7 trên 7 ban công tác mặt trận đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc. 3 chùa được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện công nhận chùa cảnh 4 gương mẫu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của xã đạt bình quân 10% trên năm. Tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp chiếm 60%, thương mại dịch vụ chiếm 22%, nông nghiệp giảm còn 18%. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thì thường xuyên là có cái bài tuyên truyền và thường xuyên đi sâu, đi sát tới từng cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên chúng ta thực hiện việc phát triển kinh tế trong từng gia đình, từng hội viên. 13 năm giữ chức vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã là 13 năm ông Phạm Văn Miện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, những xưởng thêu ren sản xuất hàng may mặc nhộn nhịp, cửa hàng kinh doanh sầm uất, không chỉ là diện mạo mới cho nông thôn mới Minh Lãng ngày nay, mà còn minh chứng cho ý chí bền bỉ, tinh thần đoàn kết vươn lên xây dựng cuộc sống mới của cán bộ đảng viên và nhân dân nơi đây. Trong đó có đóng góp của người cán bộ mặt trận Phạm Văn Miện. Sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học mới.
Tới dự có đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Năm học 2016-2017, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã tích cực đổi mới chỉ đạo các hoạt động giáo dục, tập trung chỉ đạo các hoạt động điểm về công tác chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống. Hệ thống quy mô trường lớp ổn định, bảo đảm các chỉ tiêu về phổ cập trẻ 5 tuổi, tiểu học và trung học cơ sở. Chất lượng giáo dục toàn diện được quan tâm chỉ đạo, giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt vị trí dẫn đầu trong các cuộc thi chủ chốt. 80,7% học sinh đỗ trung học phổ thông công lập, trong đó 239 em chiếm 50,3% số học sinh thi đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình, cao nhất tỉnh. 9 trên 9 môn chuyên học sinh thành phố đỗ thủ khoa. Năm học mới 2017-2018, ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục thực hiện việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết 29 của Trung ương, tăng cường các giải pháp nâng cao kỷ cương, nền nếp chất lượng trong toàn ngành và mỗi nhà trường. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện tiêu chí trường chuẩn và nâng mức độ chuẩn 2 đối với các trường mầm non và tiểu học. Chiều nay tại trường Đại học Thái Bình diễn ra hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp đáy bờ phục vụ phát triển bền vững vùng duyên hải Bắc Bộ, thí điểm tại tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ nhiệm đề tài dự và chỉ đạo hội nghị. Đây là đề tài do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho trường Đại học Thái Bình tổ chức thực hiện, thời gian thực hiện 36 tháng, từ tháng 11 năm 2016. Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội và quản lý tổng hợp đáy bờ vùng duyên hải Bắc Bộ, đề xuất các giải pháp về khoa học và công nghệ, thể chế chính sách cho quản lý tổng hợp đáy bờ, phục vụ phát triển bền vững vùng duyên hải Bắc Bộ, thí điểm tại tỉnh Thái Bình, xây dựng được mô hình tích hợp trong khai thác, sử dụng hợp lý và quản lý tài nguyên khu vực nghiên cứu. Sau 10 tháng triển khai thực hiện, đến nay các nội dung của đề tài cơ bản đảm bảo tiến độ, đã nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đặc điểm và xu thế biến đổi điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên vùng duyên hải Bắc Bộ và tỉnh Thái Bình. Nghiên cứu nguyên nhân, mức độ suy thoái tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng, vùng đáy bờ duyên hải Bắc Bộ mà trọng tâm là tỉnh Thái Bình. Điều tra khảo sát thử nghiệm tại tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ nhiệm đề tài đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các nhà khoa học, các sở ngành liên quan và quyết tâm của đơn vị thực hiện đề tài là trường Đại học Thái Bình. Về giải pháp thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các bộ phận căn cứ vào nhiệm vụ chức năng được giao để tổ chức thực hiện cho đúng tiến độ. Quá trình triển khai cần đề cao tính chuyên môn và tính khoa học, cũng như đảm bảo kịp thời chia sẻ thông tin kinh nghiệm. Liên tục cập nhật tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là sau khi khu kinh tế Thái Bình được chính phủ phê duyệt để bổ sung số liệu phục vụ đề tài. Tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan trung ương và địa phương, các nhà khoa học, đồng chí cũng đề nghị các sở ngành tiếp tục tạo điều kiện để trường Đại học Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ, lưu ý đơn vị thực hiện đề tài cần thực hiện nghiêm các bước theo quy định của pháp luật. Sáng nay, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh D674 tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày nhập ngũ và phát động ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa đồng đội. Năm 1973, theo tên gọi của Tổ quốc, hàng ngàn thanh niên Thái Bình lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các binh chủng lái xe, thông tin, bộ binh, đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn. Trung đoàn chiến đấu tại các chiến trường K, B, C góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sau giải phóng, các cựu chiến binh D674 ở lại làm công tác tình nguyện xây dựng nghĩa trang quốc gia Trường Sơn. Trở về quê hương, các cựu chiến binh D674 luôn đoàn kết, thường xuyên liên lạc động viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tại lễ kỷ niệm, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh D674 đã phát động tới các hội viên ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho các hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao tặng kỷ niệm chương cho các hội viên có thành tích trong công tác hội. Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam khai trương văn phòng đại diện tại huyện Thái Thụy và tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. Khai trương văn phòng đại diện tại huyện Thái Thụy, Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam nhân rộng được 5 văn phòng tại tỉnh Thái Bình, phục vụ cho hơn 35.000 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hiện hữu của khách hàng trong tỉnh. Với phương châm gắn bó lâu dài cùng đất nước và con người Việt Nam, không ngừng cải tiến sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Daiichi Việt Nam không ngừng mở rộng hệ thống văn phòng trên toàn quốc, liên kết đầu tư hợp tác và mở rộng kênh phân phối với ngân hàng HDBank, VPBank, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
10 năm có mặt tại Việt Nam với tiềm lực tài chính lớn mạnh, cùng kinh nghiệm và dịch vụ khách hàng hoàn hảo, Dai-ichi Việt Nam đã chiếm lĩnh vị trí top 3 trong 18 công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Dai-ichi Life Việt Nam còn là một trong những nhà tài trợ hàng đầu với số tiền đóng góp hàng chục tỷ đồng thông qua việc khởi xướng thực hiện các chương trình từ thiện đầy ý nghĩa. Nhân dịp khai trương văn phòng đại diện tại huyện Thái Thụy, công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam đã trao 25 phần quà và học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Thái Thụy. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn và trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.